Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ để thông tin được lan tỏa tới tất cả mọi người. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi trộm cắp dây cáp điện. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác Công an huyện Yên Mỹ phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đỏ không có biển kiểm soát đang dừng đỗ tại chân cột đèn điện cao áp chiếu sáng thuộc thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Nghi vấn các đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp các dây cáp điện, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và thu giữ một chiếc kìm, loại kìm trợ lực cắt cáp điện dài 35 cm. Các đối tượng khai nhận dùng để cắt trộm dây cáp điện. Hai đối tượng là Hà Văn Thiết, sinh năm 1990, và Lò Tiểu Đoàn, sinh năm 1998, đều trú tại bản Bùa Hạ, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm dây cáp điện tại một số địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Tổng cục Hải quan thông tin cho biết, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cục Hải quan Nghệ An đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã bắt quả tang 5 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Dalapong Kinavet, sinh năm 1996, Phabao Misauda, sinh năm 2005, Chót Vong Khát, sinh năm 2000, Chan Tha Vong Hong Pha, sinh năm 2002, cùng trú tại Viên Chăn, và La Sang Thong Jot Daling, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Kham Muộn. Tăng vật thu giữ gồm 70 kg ketamin, được cất giấu tinh vi trong ghế ngồi của xe ô tô và bình xăng, cùng một xe mô tô mang biển số Lào. Hiện các đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho lực lượng biên phòng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ bắt giữ này cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Ngày 6 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Tài, 27 tuổi, quận Thanh Khê về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Công an xác định Tài là nhân viên ngân hàng của một chi nhánh tại Đà Nẵng và Trần Văn P, 61 tuổi, quận Hải Châu, từng nhiều lần hợp tác cho vay tiền đáo hạn ngân hàng nên biết nhau. Vì Tài vay tiền của nhiều người và mất khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Trần Văn P. Để lấy được tiền, Tài nói dối với ông P là cần vay 4 tỷ đồng để đáo hạn cho bố mẹ ruột. Tài đã gửi ảnh hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ ruột và của người khác đang thế chấp tại ngân hàng cho ông P xem. Ông P tin tưởng nên nhiều lần chuyển vào số tài khoản ngân hàng của cha ruột Tài là ông Nguy với số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Nhận được tiền, Tài đã sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, 5 người này đã có hành vi vẽ bản thiết kế sai thực tế để tăng số phòng cho thuê rồi ký hợp đồng cho thuê cùng lúc với nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. 5 người bị khởi tố gồm Mai Thái An, Nguyễn Thị Ngọc Sầu, Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường và Tăng Khánh Tân, tất cả đều ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Sầu đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đường Tô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 quận Bình Thạnh và được Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng để thi công nhà ở, gồm một tầng hầm, một tầng lửng và 5 tầng lầu. Tuy nhiên, An đã liên hệ với Vinh, Mạc Vũ Tê thực hiện một bản thiết kế khác và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế. Do giấy tờ nhà đất An thế chấp ngân hàng không thể ra công chứng, chứng thực nên An và Vinh thống nhất để đại diện công ty Phú Quý do Bùi Văn Minh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng. An cũng ký hợp đồng với công ty của Vinh và công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Nhóm người chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ, nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn 50 năm.
Theo thống kê, An và Tàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn 50 năm với tổng số tiền thu được là khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật và cả hai đã ký 9 hợp đồng thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Trong số tiền này, Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng. Đến năm 2030, công ty Phú Quý ngừng môi giới thì An thuê Tường đứng ra quản lý căn hộ trên. An cũng nhờ Tường đứng tên làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TMDV Lavashmile để ký chứng kiến đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn. Tuy nhiên, công ty Lavashmile không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, công ty Lavashmile đã bị chi cục thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhưng Tường đại diện công ty này ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn. Ngoài ra, An cũng ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng 7 căn hộ để lấy tiền nhưng không giao căn hộ. Vụ việc sau đó được công an quận Bình Thạnh vào cuộc và ra quyết định tố tụng nêu trên. Theo đại diện Trung tâm Internet Việt Nam thì nhiều tên miền đang bị lạm dụng như một phương tiện để lừa đảo trên mạng. Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến nay, có 12.838 tên miền được phát hiện sử dụng vào các hành vi phạm pháp, trong đó 2.500 tên miền.vn chiếm 19%, còn lại là tên miền quốc tế. Các tên miền này được sử dụng để lừa đảo và đăng nội dung bất hợp pháp. Trong khoảng 7.400 tên miền được dùng vào hình thức lừa đảo, có 22% là tên miền trong nước. Do thấy đuôi VN, nhiều nạn nhân chủ quan tin tưởng làm theo lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo, dẫn tới thiệt hại hàng tỷ đồng. Còn với việc đăng tải thông tin vi phạm thì trong 5.400 tên miền dùng vào mục đích này, có 16% là tên miền.vn. Theo đó, có đối tượng tạo website dưới dạng trang thông tin điện tử, mạng xã hội không phép, quảng cáo game không phép hoặc trái thuần phong mỹ tục, giao dịch tiền ảo cho vay, v.v. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các hình thức lừa đảo sử dụng cả tên miền trong nước và quốc tế đều có dấu hiệu gia tăng. Trung tâm Internet Việt Nam khuyến nghị người dân, doanh nghiệp cảnh giác với website email có đuôi và tên miền quốc tế là .com, .net, .vip, .cc. Khi nghi ngờ, có thể tra cứu thông tin trên website và tên miền qua hệ thống tra cứu tên miền.gov.vn để phát hiện trang có dấu hiệu lừa đảo. Tại dự thảo lần đầu, Bộ Công an đề xuất giảm mức xử phạt đối với mức 1, mức thấp nhất đối với người điều khiển xe ô tô và xe máy. Tuy nhiên, trong lần trình chính thức lên chính phủ, cơ quan soạn thảo lại tăng mức xử phạt đối với hành vi này. Cụ thể, đối với ô tô, cơ quan soạn thảo giữ nguyên mức 1 và mức 3, nhưng điều chỉnh tăng mức 2 từ 16-18 triệu đồng lên 18-20 triệu đồng. Đối với xe máy, Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên mức 1, tăng mức 2 từ 4-5 triệu đồng lên 6-8 triệu đồng, và mức 3 từ 6-8 triệu đồng lên 8-10 triệu đồng. Đại diện Bộ Công an cho biết, bằng lái bị trừ điểm sẽ thông báo đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNEID hoặc bằng văn bản giấy được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng, từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm. Tất cả được triển khai tự động trên hệ thống do Công an quản lý. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm bằng lái, thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng, kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức. Có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng phương thức điện tử trên phần mềm ứng dụng do Bộ Công an quản lý, vận hành bằng văn bản giấy theo mẫu quy định của Bộ Công an và được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm. Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện cập nhật trạng thái phục hồi điểm giấy phép lái xe trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, đại diện Bộ Công an cho hay. Trao đổi với báo Công Thương, một đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam, ước tính có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Tức là trung bình mỗi ngày, cả nước có khoảng 700 người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với các mức độ khác nhau. Thực tế cho thấy, chế tài xử phạt của chúng ta đã khá đầy đủ và nghiêm khắc,
nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn là một trong những hành vi vi phạm an toàn giao thông phổ biến nhất hiện nay. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Việc đề xuất tăng mức xử phạt đối với lái xe sử dụng rượu bia nhằm vừa làm tăng tính răn đe, vừa có tính giáo dục, hạn chế người vi phạm. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định.